Xin chào các bạn, hôm nay đại lý Bot Tuấn Đức chúng tôi xin giới thiệu các bạn một cái mẫu bếp điện từ của Bot. Cái sản phẩm này mang cái mã hiệu là BUJ631BB2E. Đây là một cái loại bếp điện từ 3 vùng nấu, có xuất xứ đến từ Tây Ban Nha. Về cái mẫu bếp điện từ 3 vùng nấu này thì nó được thiết kế theo cái dạng là dạng hình hình vuông, và có kích thước của cái chiều ngang của bếp là 59 cm và chiều rộng của bếp là 52 cm. Và bếp này thì có cái độ dày là 50 mm, đó tương đương với. Và cái mẫu này á, thì nó được thiết kế với 3 vùng nấu từ, với cái công suất của vùng nấu lớn nhất là 2,6 kW, còn hai cái vùng nấu số 2 và số 3 thì nó lần lượt là công suất 2,2 kW và 1,4 kW. Đây là cái bảng điều khiển của cái bếp điện từ này. Đây là cái nút khóa an toàn, cái nút bật công tắc chỉnh. Và ở 3 vùng nấu thì nó có bảng điều khiển riêng cho 3 vùng nấu. Và kế bên đây là nó có cái điều chỉnh về chế độ tăng giảm về mức công suất. Thì cái dòng bếp điện từ này thì nó thiết kế với 9 mức công suất, và có thể có thêm chức năng butter, chức năng tăng công suất tối đa và tăng tốc độ thời gian đun nấu. Và ở cái dòng bếp điện từ này thì nó được thiết kế với các cái chức năng nổi bật, đặc biệt đó chính là nó có cái chức năng print giảm thời gian làm nóng lên đến 50%, và có chức năng auto start rồi giúp nhận diện vùng nấu một cách tốt hơn. Đó. Và sản phẩm này thì nó có cái thêm được cái tính năng nữa là chúng ta có thể lập trình được thời gian nấu và có thể báo âm thanh khi mà chúng ta đã lập trình xong. Đó. Thì ở đây thì chúng ta có thể thấy là cái dòng bếp điện từ của Bot này thì nó được thiết kế theo cái dạng hình vuông vức khá là đẹp mắt và rất là thuận tiện cho những không gian bếp có cái không gian chiều ngang nó hẹp thì có thể sử dụng những cái dòng bếp này. Vì thông thường những dòng bếp 3 vùng nấu nó sẽ có kích thước chiều ngang khoảng tầm là hơn 80 cm. Tuy nhiên với cái dòng bếp BUJ631BB2E này thì kích thước chiều ngang của nó chỉ khoảng tầm là 60 cm thôi. Đó. Và mẫu này thì cũng được thiết kế theo với cái mặt kính là mặt kính Coseran. Thì mặt kính Coseran này thì nó giúp chúng ta là chống chảy xước và chống va đập tốt hơn. Và hiện tại thì cái mẫu bếp điện từ này thì đang được bán tại đại lý Bot Tuấn Đức. Nếu các bạn cần mua sản phẩm này có thể liên hệ vào số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập vào website.